Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ năm, ngày 20 tháng 9 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Quảng Bình lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023. Tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Trung thu. Hải Đình, điểm sáng trong công tác dân số cây khóa gia đình của thành phố Đồng Hới. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 20 tháng 9, Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự đại hội có đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ngành địa phương, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Hội nông dân tỉnh qua các thời kỳ và 264 đại biểu đại diện cho gần 170.000 hội viên nông dân trong toàn tỉnh. Đại hội đã tổng kết đánh giá một cách toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2013-2018 và thảo luận thống nhất các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đó, nhiệm kỳ qua, phát huy vai trò là trung tâm nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam. Các cấp hội, hội viên và nông dân trong tỉnh đã đoàn kết tích cực, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, triển khai hoạt động hội một cách toàn diện. Trong phát triển kinh tế, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tiếp tục phát triển cả về chất và lượng. Với trên 71.100 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào thi đua, các cấp hội đã trực tiếp giúp đỡ gần 4.200 hộ, phối hợp giúp đỡ hơn 15.400 hộ thoát nghèo, với tổng số vốn trên 37,9 tỷ đồng. Quỹ hỗ trợ nông dân đã thực hiện tốt vai trò là công cụ, phương tiện của tổ chức hội trong việc vận động, hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ nông dân xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh với trên 3.200 lượt hộ vay, trên 385 mô hình sản xuất được đầu tư vay vốn. Cũng trong nhiệm kỳ, trên 5.300 lượt tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật đã được tổ chức cho 329.000 lượt hội viên tham gia, 472 mô hình về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, ngành nghề được xây dựng. Tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể, các cấp hội đã vận động xây dựng tổ hợp tác xã để hỗ trợ nhau trong tổ chức sản xuất kinh doanh. Đến nay, toàn tỉnh có 263 hợp tác xã, trong đó có 143 hợp tác xã nông lâm nghiệp và thủy sản. 722 trang trại đạt tiêu chí. Phát huy vai trò của hội nông dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã vận động nông dân đóng góp trên 116 tỷ đồng, tự nguyện hiến trên 724.000 mét vuông đất và nhiều tài sản trên đất với tổng giá trị hơn 53,4 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, công tác tham gia xây dựng đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân cũng được các cấp hội nông dân tỉnh Quảng Bình tích cực triển khai. Vì thế, uy tín của tổ chức hội ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. Đạt được những kết quả hết sức quan trọng đến đây là nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp có hiệu quả của các vị đảng, sự quan tâm chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương hội, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể và sự nỗ lực của tập thể cán bộ hội viên nông dân trong toàn tỉnh. Các cấp hội đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cụ thể hóa vào chương trình kế hoạch của hội để triển khai thực hiện. Cán bộ hội viên đoàn kết đồng thuận phát huy thế mạnh, tranh thủ mọi nguồn lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nghị quyết đại hội chính đã đề ra. Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới và phát triển, các cấp hội nông dân trong tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp, xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và đột phá của hội, thực hiện có hiệu quả nghị quyết quyết định kết luận của ban chấp hành trung ương đảng, bộ chính trị, ban bí thư về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, tham gia giám sát phản biện xã hội, góp ý tham gia xây dựng đảng,
xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao vai trò trách nhiệm của tổ chức hội, vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được cũng như đóng góp của Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong muốn cả cấp Hội Nông dân tỉnh sẽ thực hiện có hiệu quả các mục tiêu mà nghị quyết đại hội đề ra, tập trung nâng cao chất lượng các phong trào của hội. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của giai cấp nông dân và hội nông dân trong toàn tỉnh, góp phần xứng đáng vào những thành tựu chung của tỉnh trong thời gian qua, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp hội nông dân trong tỉnh đề ra giải pháp nhằm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ mới. Thứ nhất là các cấp hội nông dân cần phải tiếp tục đổi mới một cách mạnh mẽ hơn nữa về công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kịp thời nắm rõ tình hình, diễn biến tâm tư, nguyện vọng của hội viên, của nông dân, tăng cường tính chủ động trong tham mưu cho các cấp ủy Đảng, phối hợp đề xuất với chính quyền, các sở ban ngành những chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các chương trình dự án phát triển kinh tế của tỉnh. Công tác tuyên truyền phải làm cho nông dân hiểu rõ vai trò chủ thể quan trọng của mình trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới, tạo được sự đồng thuận cao trong hội viên nông dân, nhất là các địa bàn triển khai các chương trình dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh, không để xảy ra tình trạng hội viên nông dân bị các thế lực xấu kích động, lôi kéo tham gia tụ tập đông người, khiếu kiện trái pháp luật và gây rối an ninh trật tự ở nông thôn, làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội và sự ổn định chính trị trên địa bàn toàn tỉnh. Tuyên truyền nâng cao ý thức, khơi dậy truyền thống và lòng tự hào của nông dân Quảng Bình trong lao động sản xuất, tạo nên sức mạnh mới, động lực mới, không bằng lòng cam phần mà vươn lên quyết chí làm giàu. Hội phải thực sự chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên nông dân, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động nông dân thực hiện nếp sống văn hóa văn minh tiết kiệm, tích cực tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát huy truyền thống tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm tốt đẹp, bài trừ các hủ tục, thực hiện nếp sống mới ở nông thôn để ngày càng có nhiều hơn các gia đình văn hóa, làng bản văn hóa, đẩy lùi tệ nạn xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thứ hai là tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào nông dân thi đua yêu nước để phát huy tối đa các nguồn lực trong nông nghiệp, nông dân nông thôn. Trong chỉ đạo phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi phải gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, vận động nông dân áp dụng tiến bộ công nghệ mới, sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp thông minh, tiến tới sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, các cấp hội cần phải tập trung phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân, gắn với xây dựng giai cấp nông dân lớn mạnh một cách toàn diện. Cần lựa chọn những việc làm cụ thể sát với nhu cầu thực tế của nông dân, phù hợp với nhiệm vụ và nguồn lực của tổ chức hội. Phải gắn xây dựng nông thôn mới với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đường mẫu, vườn mẫu và hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2018-2020. Thứ ba là tập trung củng cố xây dựng tổ chức hội nông dân các cấp vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thực sự xứng đáng với vai trò là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần thái độ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các cấp hội. Muốn vậy, tổ chức hội các cấp phải được kiện toàn, hoạt động hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp thực sự vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức lối sống, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và khả năng tổ chức hoạt động thực tiễn cao, phải thực sự năng động, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động, vừa nâng cao ảnh hưởng và uy tín của cán bộ hội trong hội viên nông dân, vừa nâng cao vị thế của tổ chức hội trong hệ thống chính trị. Các cấp hội phải nắm chắc được tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân để chủ động phối hợp với cơ quan tổ chức có liên quan giải quyết những tâm tư nguyện vọng chính đáng, đồng thời phải có chính kiến đề xuất cấp ủy chính quyền để có chủ trương biện pháp giải quyết những yêu cầu chính đáng của nông dân, giải quyết những bức xúc trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cần đặc biệt coi trọng công tác phát triển hội viên, nhưng phải chú ý nâng cao tiêu chuẩn chất lượng hội viên, đồng thời chú trọng công tác bồi dưỡng hội viên ưu tú để giới thiệu kết nạp vào đảng. Vấn đề thứ tư
là tổ chức hội các cấp cần phải tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ về dạy nghề cho nông dân. Muốn vậy, các cấp hội nông dân cần phải đẩy mạnh phối hợp với các ngành, đơn vị doanh nghiệp, hỗ trợ nông dân về dịch vụ, vốn, thiết bị, vật tư nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm. Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ, hướng dẫn nông dân tổ chức lại sản xuất theo hướng chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, từ kinh tế hộ nhỏ lẻ sang liên kết hợp tác và cùng doanh nghiệp để tham gia sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, từ sản xuất truyền thống kinh nghiệm sang công nghệ cao, nông nghiệp sạch, từ coi trọng năng suất sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và thân thiện với môi trường, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, có thị trường ổn định, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Hoạt động của hội nông dân các cấp phải tập trung hướng mạnh về cơ sở, nhất là những vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đảo, vùng cồn bãi bãi ngang, ven biển biên giới và những vùng thường xuyên bị thiên tai bão lụt. Vấn đề thứ năm là các cấp hội cần có những giải pháp để tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy đảng chỉ đạo thực hiện nghị quyết hội nghị trung bảy khóa 10 về nông nghiệp nông dân nông thôn, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết trung 4 khóa 11 khóa 12 về xây dựng đảng, nhất là đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện từ diễn biến từ chuyển hóa trong nội bộ cán bộ đảng viên là hội viên nông dân, đồng thời bị giáo dục bồi dưỡng để nâng cao số lượng chất lượng cán bộ hội tham gia cấp ủy chính quyền các cấp, triển khai thực hiện quy chế giám sát phản biện xã hội và cơ chế để tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Đồng thời phải tiếp tục đổi mới công tác tham mưu phối hợp chỉ đạo của các cấp hội, xác định rõ các giải pháp trong công tác tham mưu phối hợp chỉ đạo của hội đối với các cấp các ngành và cán bộ hội viên để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội nông dân tỉnh trong nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra, góp phần quan trọng cùng với đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 12 của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Tại đại hội, Ban chấp hành đảng bộ tỉnh đã tặng Hội nông dân tỉnh Quảng Bình bức trướng mang dòng chữ Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, phát triển, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đối với giai cấp nông dân và tổ chức Hội nông dân toàn tỉnh. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2018-2023, gồm 31 đồng chí. Đồng chí Lê Công Toán tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh. Đồng chí Hoàng Thị Hà, đồng chí Nguyễn Nam Long tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 7, gồm 14 đồng chí. Ghi nhận những thành tích trong công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua, tại đại hội, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội nông dân tỉnh Quảng Bình. 5 tập thể, 5 cá nhân cũng vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 3 tập thể, 6 cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam. Chiều nay ngày 20 tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban kinh tế xã hội quý 3 năm 2018. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh. Quý 3 năm 2018, Quảng Bình triển khai thực hiện nhiệm vụ với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, mặt trận, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân nên tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và phát triển. Thu ngân sách đạt khá. Tổng thu ngân sách trên địa bàn quý 3 năm 2018 ước thực hiện 505 tỷ đồng, 9 tháng ước thực hiện 2.500 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp được mùa, năng suất lúa hè thu bình quân đạt 41,79 tạ trên 1 hectare, tăng 3,8%. Sản lượng lương thực cả năm ước đạt 31 vạn tấn. Chăn nuôi phát triển ổn định, sản lượng thủy sản 9 tháng ước đạt trên 62.000 tấn, tăng 8,7%. Hoạt động du lịch có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng số lượt khách du lịch đến Quảng Bình quý 3 năm 2018 ước đạt 1,18 triệu lượt, 9 tháng ước đạt hơn 3 triệu lượt, tăng 18,4% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế ước đạt 130.000 lượt, tăng trên 27% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch 9 tháng ước đạt 3.300 tỷ đồng, tăng 19,5%.
tỉnh đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện chương trình hành động số 06 ngày 13 tháng 7 năm 2016 về phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020. Đã đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018. Hội nghị đã chứng kiến trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký thỏa thuận hợp tác đầu tư 66 dự án với tổng số vốn đầu tư 168.869 tỷ đồng, tương đương 7,34 tỷ USD. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. Tỉnh đã chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, xét tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông và thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông chuyên năm học 2018-2019. Đã tổ chức tốt việc triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Quý 3 năm 2018, quốc phòng an ninh, trật tự xã hội tiếp tục được đảm bảo, công tác an sinh xã hội và đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước đã tổ chức thiết thực, tiết kiệm. Tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản thống nhất với báo cáo được trình bày tại hội nghị, đồng thời tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế xã hội quý 4 năm 2018. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, các sở ban ngành cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Trong nông nghiệp, cần đẩy mạnh sản xuất sản phẩm theo chuỗi giá trị, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nông nghiệp, công nghệ cao. Nghiên cứu để phát triển các trang trại mang lại hiệu quả kinh tế, tiếp tục tuyên truyền vận động và giải quyết dứt điểm các vướng mắc để sớm triển khai dự án thủy lợi Rào Nan. Trong phát triển công nghiệp, cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu nhằm triển khai dự án nhiệt điện Quảng Trạch và các dự án trọng điểm khác. Chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, kiểm soát tốt giá cả thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, sớm triển khai dự án tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình và đền thờ các anh hùng liệt sĩ. Chiều nay ngày 20 tháng 9, Ban tổ chức đợt sáng tác ca khúc về Quảng Bình đã tổ chức lễ phát động cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quảng Bình. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cuộc vận động sáng tác ca khúc Việt về Quảng Bình nhằm tuyển chọn những tác phẩm mới để sử dụng trong các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh. Đặc biệt, phục vụ cho các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh, mùng 1 tháng 7 năm 1989, mùng 1 tháng 7 năm 2019 và kỷ niệm 70 năm ngày Quảng Bình quật khởi, 15 tháng 7 năm 1949, 15 tháng 7 năm 2019. Chủ đề đợt sáng tác ca ngợi truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình, thể hiện niềm tự hào mà Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã đạt được, đồng thời khẳng định ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên của Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình trong thời kỳ đổi mới. Người ca quê hương, thiên nhiên, con người, tiềm năng thế mạnh của tỉnh Quảng Bình. Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Bình tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc với quy mô rộng lớn, nên chúng tôi hy vọng và mong muốn tất cả mọi người, đặc biệt là các nhạc sĩ trên khắp mọi miền đất nước, hãy bằng tài năng, tâm huyết, tình yêu thương và trách nhiệm với quê hương Quảng Bình để tham gia sáng tác nhiều ca khúc hay, có nội dung, chất lượng, nghệ thuật cao, góp phần cổ vũ, động viên Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, đoàn kết sáng tạo, vững bước đi lên để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp. Đây là lần đầu tiên Quảng Bình tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quảng Bình. Đối tượng tham gia là mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động trong và ngoài nước. Người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam hoặc nước ngoài. Để cuộc vận động thu hút được những tác phẩm có giá trị cao về mặt nội dung và nghệ thuật, Ban tổ chức yêu cầu tác phẩm phải thể hiện được sự tôn vinh truyền thống văn hóa, giá trị lịch sử cách mạng của quê hương Quảng Bình Hai Dòi, đồng thời khẳng định những thành tựu mà Đảng bộ nhân dân tỉnh nhà đã đạt được, cũng như ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên của Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình trong thời kỳ đổi mới. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đối với công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các thế hệ cha ông. Cổ vũ động viên Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh phát huy truyền thống tăng cường đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16.
tuyên truyền giới thiệu về hình ảnh, kêu gọi đầu tư, quảng bá về tiềm năng, lợi thế thiên nhiên và con người của quê hương Quảng Bình. Ca khúc phải đạt chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật, từ ngữ sử dụng phải trong sáng, thuần Việt, dễ hiểu và có tính phổ thông cao, đồng thời thể hiện được nét đặc trưng riêng của tỉnh Quảng Bình. Những tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa từng tham dự cuộc thi nào và không có sự cạnh tranh về bản quyền tác phẩm. Thời gian nhận tác phẩm từ tháng 9 năm 2018 đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2019. Kết thúc đợt vận động, ban tổ chức sẽ lựa chọn 11 tác phẩm xuất sắc để trao giải, trong đó có một giải nhất trị giá 50 triệu đồng, hai giải nhì trị giá mỗi giải 30 triệu đồng, ba giải ba trị giá mỗi giải 20 triệu đồng, năm giải khuyến khích trị giá mỗi giải 10 triệu đồng. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Trung thu. Hải Đình, điểm sáng trong công tác dân số quê hóa gia đình của thành phố Đồng Hới. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung thiết thực hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018. Theo đó, ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương phát động phong trào triển khai đồng loạt các hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, làm sạch môi trường trên phạm vi địa bàn, cơ sở, trụ sở làm việc, tuyên truyền vận động cộng đồng thu gom, thu hồi các bao gói hóa chất bảo vệ thực vật sau sử dụng, tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại, nhằm vận động người dân cùng hành động bảo vệ môi trường, tập trung giải quyết triệt để các vấn đề môi trường lớn, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường thuộc phạm vi trách nhiệm của địa phương, đơn vị, tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu cơ quan truyền thông của tỉnh tăng cường tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018. Các địa phương ven biển tăng cường tổ chức các hoạt động ra quân làm sạch môi trường tại các bãi biển, khu vực ven bờ, trong đó tập trung vào việc thu gom các sản phẩm làm từ nhựa, bao bì, túi ni lông và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Trung thu năm nay, thời gian qua, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tiến hành kiểm tra giám sát tại các chợ đầu mối, siêu thị, cơ sở kinh doanh lớn trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, thị trường Trung thu đang bước vào thời điểm sôi động nhất. Các nhà phân phối, bán lẻ cung ứng ra thị trường các mặt hàng bánh Trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, sữa với số lượng lớn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Ở dòng bánh Trung thu truyền thống, những thương hiệu lâu đời như công ty bánh mứt kẹo Hà Nội, Hữu Nghị, Kinh Đô, BBK cho ra mắt nhiều sản phẩm phong phú, mẫu mã đẹp. Giá bánh năm nay tăng khoảng 5% so với năm trước. Qua kết quả kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất kinh doanh của đoàn liên ngành cho thấy, ý thức chấp hành quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của các chủ cơ sở đã có những chuyển biến tích cực. Có hàng trực tiên là thủ kho về nhận về là phải tất cả các mặt hàng đó là phải nằm trong cái hạn sử dụng là cho phép. Đó là một. Cái thứ hai nữa là kho bảo bãi là phải rộng, cao, thoáng và đủ điều kiện nhiệt độ để đảm bảo cho các cái mặt hàng mình kinh doanh. Ví dụ sữa chua, Vinamilk thì chúng tôi đã có kho lạnh. Kho lạnh là nhiệt độ bảo quản từ 2 độ đến 8 độ. Kem là phải âm 16 độ. Và đó là bảo quản về sữa chua và kem. Còn các loại sữa chua uống, sữa đặc và các loại dầu mưu là nhiệt độ thông thoáng cho phép là trong điều kiện mà công ty ở quy định. Vài năm trở lại đây, việc mua chọn bánh Trung thu tự làm đã trở thành xu hướng của nhiều người tiêu dùng. Trên các trang mạng như Facebook, Zalo, nhiều sản phẩm bánh độc đáo, lạ mắt được các shop bán hàng online quảng cáo và rao bán khá nhiều. Tuy nhiên, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đối với loại bánh tự làm này chưa hẳn đã như quảng cáo, bởi các cơ quan chức năng chưa kiểm tra được chất lượng và độ an toàn của nguyên liệu đầu vào. Vì vậy, người dân nên có sự tìm hiểu và xem xét kỹ việc lựa chọn mua bánh Trung thu tự làm. Trung thu các cháu mà đảm bảo chất lượng ha, thì mua về cho cháu sử dụng ngày vui các cháu, đến siêu thị bác tin tưởng hơn. Bánh thì nó có nhãn hiệu, tức là ngày sử dụng, ngày sản xuất cũng có đảm bảo bác tin tưởng hơn. Siêu thị phục vụ thì cũng lấy một số thương hiệu của nhà sản xuất là có thương hiệu trên thị trường lâu nay, nhưng bây giờ thì cũng có một số là người ta đến trao hàng, nhưng mà siêu thị thì cũng
cũng không lấy, bởi vì là người ta cung cấp hồ sơ an toàn thực phẩm cũng đầy đủ đến chị siêu thị không kinh doanh những mặt hàng đó. Từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 9, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã kiểm tra trên 20 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc địa bàn 6 trên 8 huyện thị xã thành phố về chấp hành quy định của pháp luật trong bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, kiểm tra chất lượng các mặt hàng được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết Trung thu như bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm. Qua kiểm tra thì hầu hết các cơ sở là thực hiện tương đối tốt các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa phát hiện ra cái cơ sở nào mà có vi phạm về những an toàn vệ sinh thực phẩm. Và qua kiểm tra thì đoàn cũng đã triển khai lấy một số mẫu của bệnh trung thu như là Kinh Đô rồi là Hữu Nghị, và hiện tại là đã gửi cho trung tâm y tế dự phòng của tỉnh Hòa Bình để kiểm tra một số chỉ tiêu liên quan đến cái chỉ tiêu an toàn về thực phẩm, và kết quả thì hiện tại đang đợi đoàn đang đợi và có kết quả thì sẽ có thông báo cụ thể sau. Qua kết quả kiểm tra của đoàn liên ngành, hiện nay trên thị trường các mặt hàng bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát cơ bản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, người tiêu dùng không được chủ quan, cần chủ động tìm hiểu kỹ trước khi lựa chọn các mặt hàng, bởi nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm luôn tiềm ẩn. 8 tháng đầu năm 2018, nhờ tích cực triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Quảng Trạch đã tăng thêm 6 lượt tiêu chí đạt kế hoạch đề ra. Đến nay, tổng số tiêu chí nông thôn mới huyện Quảng Trạch đạt được là 283 lượt tiêu chí. Toàn huyện có 4 xã đạt 19 trên 19 tiêu chí, 6 xã đạt từ 16 đến 18 tiêu chí, 4 xã đạt từ 13 đến 15 tiêu chí, 4 xã đạt từ 10 đến 12 tiêu chí và không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Hiện nay, huyện Quảng Trạch đang tập trung chỉ đạo xã Quảng Phương để về đích nông thôn mới trong năm 2018. Tại huyện Lệ Thủy, những năm qua, mô hình kinh tế trang trại tăng nhanh cả về số lượng lẫn chất lượng, góp phần chuyển dịch nền kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Huyện Lệ Thủy hiện có 138 trang trại đạt tiêu chí, trong đó có 12 trang trại lâm nghiệp, 3 trang trại nuôi trồng thủy sản, 61 trang trại chăn nuôi và 62 trang trại tổng hợp. Giá trị thu từ hoạt động sản xuất của các trang trại tăng nhanh qua hàng năm, tạo việc làm thường xuyên cho gần 800 lao động, khai thác và sử dụng có hiệu quả trên 900 hectare đất. Các chủ trang trại đã quan tâm đến việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, đặc biệt đã hình thành hình thức liên doanh liên kết giữa trang trại với doanh nghiệp, qua đó giúp cho các trang trại giảm được chi phí đầu tư cũng như hạn chế rủi ro về thị trường tiêu thụ. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 năm liền 2016-2017, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới không có gia đình sinh con thứ ba, là đơn vị dẫn đầu trong công tác kế hoạch hóa gia đình của thành phố Đồng Hới. Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự quyết tâm nỗ lực của chính quyền và người dân trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch hóa gia đình, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Dù công việc kinh doanh khá bận rộn, nhưng hàng ngày chị Nguyễn Thị Kim Thanh vẫn cố gắng sắp xếp để dành thời gian chăm sóc cho gia đình và các con. Với chị, dù các con đã lớn, nhưng sự quan tâm của mẹ dành cho con không bao giờ là đủ. Vợ chồng chị sinh hai con gái, cháu lớn đang học đại học, cháu nhỏ hiện đang học lớp 10. Mặc dù sinh con một bề, nhưng bản thân chị chưa lúc nào suy nghĩ là mình sẽ sinh thêm cháu nữa. Sau khi tôi sinh hai cháu, nhất là hai cháu gái, thì cũng có một số người thì ba con hàng xóm, có một số người họ bảo là như thế này thì phải sinh thêm một cháu nữa. Nhưng mà tôi cũng rất may mắn là có gia đình bên nội và bên ngoài rất ủng hộ và bảo là sinh hai cháu là được rồi. Khi sinh cháu sống thì cứ nghĩ là phải cố gắng nuôi cháu ăn học cho tốt, gia đình hạnh phúc là được. 15 năm liền gắn bó với công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, bà Nguyễn Thị Ngẫu đã trở thành người bạn quen thuộc của mỗi gia đình ở tổ dân phố Đồng Hải, phường Hải Đình. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cả cặp vợ chồng, bà đã tích cực gặp gỡ, tuyên truyền vận động để cả cặp vợ chồng đủ hai con, dù trai hay gái. Từ năm 2012 đến năm 2017, tổ dân phố Đồng Hải không có người sinh con thứ ba trở lên. Trước đây là dân số kế hoạch gia đình, sau này thì dân số phát triển, thì trước đấy là tư tưởng của họ thì là thực hiện nghiêm về pháp lệnh, nhưng mà vừa rồi đấy là thay đổi về cái quy chế hoạt động là dân số phát triển, thì họ là cứ tư tưởng của họ là có thể là mình sinh được, ví dụ có những chị em hai con, đặc biệt là hai con một bên nam hoặc nữ,
nhưng mà đặc biệt là phụ nữ đông nữ là họ vẫn muốn sinh, cho nên là khó khăn là mình phải đi vận động. Thống nhất là vì cái chủ trương chính sách của đảng thì mình nên chấp hành. Phường Hải Đình hiện có 4 tổ dân phố gồm 840 hộ dân với 3.537 nhân khẩu. Trong 2 năm liền 2016-2017, trên địa bàn phường không có gia đình nào sinh con thứ ba. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình của phường Hải Đình đang đối mặt với nhiều khó khăn. Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn phường có 12 trẻ được sinh ra, trong đó có một trường hợp sinh con thứ ba. Công tác cái tuyên truyền để mà giảm thiểu là tình trạng sinh con thứ ba đang còn là khó khăn. Chúng tôi cũng tham mưu với cấp ủy đảng về cái đổi mới toàn diện cái công tác dân số kế hoạch gia đình, nhất là công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của phường, lồng ghép trong các cuộc hội nghị của các chi hội dưới tổ dân phố nhằm là nâng cao cái nhận thức cho người dân được thẩm thấu và tiếp thu một cách là nhẹ nhàng nhưng có kết quả. Để duy trì những kết quả đạt được trong công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, thời gian tới, Ban dân số kế hoạch hóa gia đình phường sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động truyền thông dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho những phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phấn đấu giữ vững vị trí dẫn đầu về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của thành phố Đồng Hới. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao.